Rồi, xin chào các bạn. Clip trước mình đã giới thiệu cái cách ủ dầu ô. Thì sau hơn 5 tiếng đồng hồ ủ thì cái dầu ô của mình cái kết quả nó như thế này. Rất là sánh mịn ha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đổ dầu ô vào trong hũ để đem vô tủ lạnh đông lại. 2-3 tiếng nữa là sẽ bắt đầu ăn được. Sẽ múc ra cái cà. Chuẩn bị một số cái hũ ha. Hũ thủy tinh này đổ thì nó sẽ để trong hũ nó ăn sẽ ngon hơn so với chúng ta để trong bọc giống như người ta bán. Sáu hũ rồi. Nhanh quá mẹ ơi. Nó nhanh được gì? Nhưng nữa là muộn rồi đó. Chào các bạn. Chào các bạn sao? Chào các bạn. Được rồi, đừng có quay mặt. Hôm nay mình sẽ đi đổ dâu à. Đổ dâu cho ai ăn vậy? Cho con ăn nha. Cho con ăn. Có sẵn hũ đây rồi. Mấy hũ? Nè. Mẹ hũ ra mẹ. Điếm rồi, thôi điếm rồi, đừng nhiều hũ rồi. 1 2 3 6 3 4. Không biết đó, ba đem coi. 3 rồi đó 4. Bây giờ đây nè, cắt cả trong hũ hết rồi nè.
Nè, đều 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 là sữa hết trơn luôn á. Là dầu ua, gọi là sữa chua. Đều là sữa chua hết trơn luôn á. Ừ. Đều là sữa chua hết trơn luôn rồi. Nè. Đây là trời ơi. Này trong này nha, có nước nóng đi. Để cho nó chảy ra nè. Chứ mà hơi mút quả nó đông á. Ừ. Nè, chỗ này còn nè. Cái này. Cái này. Cái này. Còn cái hũ nữa nè. Cái hũ đây nè. Rồi xong này có gì ta? Trời ơi, chị nhìn đẹp coi nè anh em. Chờ cái bịch à. Cái bịch đó để chút mình đổ có thiếu thì mình lấy cái bịch đó. Này 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 này, đồ gia vô chung cái bịch này. Ừ. Rồi, giờ mình được 3, 6, 9, 11 hũ vô ha. Ok, em. Rồi, trong này mình vẫn còn 9, 11 hũ vẫn còn, cho nên là mình sẽ đổ nó vô bọc. Đổ nó vô bọc. Ui, nó ăn đầy lên kìa. Nó ăn đầy lên á, các bạn ơi. Nó đầy lên kìa. Nếu bạn em đổ nhiều quá là sẽ đầy lên á. Ừ. Dùng kia luôn nè. Dùng gì buộc lại vậy? Dùng cây hun. Cây hun ha. Buộc lại sau đó rồi là còn cho nó bị này nè để 17 luôn á. Còn ở trong đây đều là cái gì ta? Cái khuôn. Đều là cái khuôn nè. Cái khuôn để đồ ăn hết. Này nè còn nha. Này đây để mà lấy. Đấy, quay xuống này bị đứng hoài ta. Xuống đứng hoài. Ừ. Kỳ quá hả mấy rồi. Ồ, có cây bút là để làm gì vậy? Cái này đồ mới. Cái bút này để làm gì vậy? Quay video mà nó cứ đứng. Hay em nha nha. Review cây bút luôn rồi. Cho coi nhiều đây. Cho coi nhiều khủ nha. Đây. Đây con quay cho. Thôi được rồi, bà quay cho con, nó cứ nói đi. Thôi. Con quay rung lắm mọi người phải xem không có được. Này nè. Mày giờ nãy giờ mình mới vừa đến xong á. Chút xíu là trễ hả? Xíu là review xong luôn rồi. Con kêu. Ba bọc. Ok. Cái này để làm gì vậy? Cái này để hứng nó con, cho nó gớt á. À, hứng này nó ủa xấu không bể vậy không? Bể mà ngủ. Mà ngủ à? Ngủ mà mày bể luôn á. Đúng rồi. Ừ. Bằng ngủ thì nó sẽ không bể à. Bằng ngủ. Bằng ngủ nó không bể hả? Ừ. Cái này nó cũng bằng ngủ luôn hả? Đúng rồi, nó là bằng ngủ. Mày mày sao cái này nó dài vậy mẹ? Cái này nó bằng gì vậy? Bằng lông hả? Bằng lông nó dai lắm hả? Rồi coi có cái miệng không? Giống như là bong bóng vậy. Được.
bóng bông này nè, đây nè mèo. Nè mèo, con nào? Nè mèo, đổ vô nó tụi lên hả? Trong cái bịch này nó còn dày quá mẹ ơi. Mẹ làm từ từ hả, nó dày rồi kìa. Nè. Ấm sớm. Okay, sau đó là đâu có coi như bạch rồi. Một, hai, ba, sáu, bốn, năm gói á. Phải không? Năm nè. Cái này cái gì vậy? Cái này là cái chày này mày giả cho anh nghe. Có thể đập được cái gì không hả? Ừ. Cái gì nó bằng nắm nặng là sẽ đập vô rất là đúng không hả? Ừ. Cái chày đấy này nè. Nè. Dâu đá hả? Ok, làm dâu đá nha. Ok. Ok, mang móc ra đại ra rồi mình sẽ làm dâu hệt nhánh. Chạy lên tối hai con nè. Dâu anh em thấy dâu này nó đẹp không? Bảy bọc với 10. Cho coi cái dâu này nó có đẹp không? Dâu này có đẹp không? Đẹp. Rồi. Rồi. Xong nhé, bây giờ mình sẽ đem vô tủ lạnh để khoảng chừng 2-3 tiếng hồ nữa là ăn được. Cái này vẫn còn 2-3 tiếng là lạnh rồi. Nó còn. Phần này thì mình sẽ làm dâu đá. Nè, dâu đá nha. Sắp hết rồi mẹ ơi. Nó ngồi vô mà hết mà sắp hết rồi. Anh nghĩ đi. Là nghĩ đi. Mấy cái này đi. Đây nè. Rồi mình xếp trên tay mình nha. Thôi đừng có mệt con. Để con xếp trên tay con nó có đẹp không? Đánh. À, xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn.